Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái khẩu M249 Perfect Silver, một khẩu súng cũng thuộc dạng là hàng hiếm. Vâng, sau khi ép tận 5 khẩu rồi cao vít 2 ấy, thì em nó đã đạt lên ngưỡng là 253 viên. Vâng, tầm đạn này thì cứ thao mà sấy thôi. Khẩu này thì rất thích hợp cho những anh em nào mà quay tay kiểu mọc rễ trên thùng hàng ấy. Vâng, rất là thích hợp. Còn đối với mình thì khẩu này cứ tha hồ mà tung tăng khắp map Hoàng Lăng thôi. Đây rồi. Á đồ. Không để ý luôn. Vâng, tôi xong rồi. Vĩnh biệt. Một bé này. Đơn giản thôi. Hôm nay thì mình cover bằng khẩu IAS giải đấu. Úi dồi ôi, thằng tơ này. Khẩu này thì vừa nhiều đạn vừa mệnh, nên cái việc mà thẩm du ấy thì nó rất là đơn giản. Còn đi răng rom thì càng dễ dàng. Nó hơi nặng một xíu thôi. Thằng tơ này hứng chó ấy. Này này thì ơ kìa, cái thì mệnh chém một chân không chết kìa, vãi xoài. Con quả đấy mà mít mít tí nữa là kiểu gì cũng lên bàn thờ ngồi. Cái chết nhầm, ra nhập team zombie ấy, mình đã chết đâu. Rồi còn hai thằng nữa, chúng ta chuẩn bị có hero. Khẩu này thay đạn hơi bị ảo lòi, tại vì thay tầm một nửa giây là mình có thể bắn được rồi. Khi mà cái hộp đạn được gắn vào cái là chúng ta có thể nhấp và bắn luôn, chứ không cần đợi cái quy trình thay đạn xong. Nó khá là ảo. Mình rất thích cái việc thay đạn của cái khẩu súng này. Nó rất là nhanh. Hay à, cái định mệnh. Thằng này bị lag này. Đèn thôi. Thằng đỏ thì cái định mệnh. Đang nhìn cái thằng kia tập parkour. Làm gì vậy? Úi dồi, thằng fake mình cứ lao vào như đúng rồi vậy. Này thì lao vào rồi. Hủy diệt đồ chết hết luôn. Vâng, tao sợ chúng mày quá cơ. Còn ba thằng nữa. Thằng tơ chết rồi. Thì ai bảo bọc cho các bạn đây mà cứ khổ báo cho. Khổ báo cho cố vô. Vâng. Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Tao lại sợ mày quá cơ. Còn một thằng nữa. Đâu rồi? Úi dồi ôi. Thằng này nó đi nấp ở đâu? Bây giờ nó mới lòi cái mặt ra khi anh em của nó chết hết rồi. Thật là khốn nạn. Thì các bạn có thấy mình cầm cái set này nó hợp không ạ? Yes, Star Legion. Star League chứ không phải là Legion. Mình đọc nhầm. Quả này trên thùng hàng mà zombie nó hiện lên một cái đúng là vui mừng khôn xiết. Úi ôi, lên muộn thế bạn ơi. Bạn lên sớm tí là cái thùng hàng nó thất thủ rồi. Khổ thân. Bây giờ nó thẩm du đông như thế thì làm sao chơi được. Thế rồi, úi dồi. Bây giờ tơ với lại những cái con zombie khác thì nó vờn những cái thằng mà đi lẻ thôi. Còn lại thì bây giờ nó nằm hết trên dùng hàng rồi. Đúng làm sao được. Úi dồi, quay tay sướng thế. Cậu này công nhận đam mệnh thật. Khi mà sấy. Úi dồi, cái thằng nào nó cái nhanh vậy. Khi mà sấy thì bá khỏi phải bàn luôn. Rồi, tơ ơi là tơ. Đạn mình nhiều lắm. Vâng. Đủ để sấy nát cả dòng họ nhà bạn luôn. Ta sợ chúng mày quá cơ. Bơ hết vào đây. Rồi. Vâng, các bạn thấy không ạ? Mình không cần thay hết. Không cần thay đạn mà đợi quá lâu. Chỉ cần đợi nửa giây là mình có thể bắn được rồi. Quá là tuyệt vời. Công nhận khẩu này bá thật. Đúng rồi. Cái kill đơn giản hóa vấn đề. Chắc là mình sẽ lưỡi hái à. Làm gì. Úi dồi, zombie nó đi thẩm du hết rồi. Thế mình sẽ xuống đi săn thôi. Này này, úi dồi. Zombie đâu, bơ hết vào đây. Anh em đâu, đâu hết rồi. Đúng rồi, cái thằng 3Z nhá. Mệnh, úi dồi. Bọn này kinh vậy. Toàn. Bọn kia bắt đầu chửi rồi. Bắt đầu cay cú rồi anh em ạ. Thực sự rất cay. Tại vì việc thẩm du của anh em nó gây ức chế rất là nhiều. Đã thế còn có M249 Protect Silver. Nó còn đứng quay tay nữa chứ. Chúng ta sẽ gọi đây là MG3 bạc đi. Đó, cái tên nó dài quá. Đã thế mình ngu tiếng Anh nữa chứ.
Lay thì quơ này. Nữa, nữa không? Nữa không? Thằng tiếp theo. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Vâng. Đi săn nó cũng choáng luôn anh em ạ. Sợ thật ý. Vâng, con nhà đại gia thì nó khác anh em ạ. Ép lên tận 253 viên ý thì Zumbai không thể sống được. Cực kỳ là kinh khủng với cái khẩu súng này. Ui rồi, cái thùng hàng này đông như kiến vậy. Ui rồi, may quá. Vâng, mình có cảm giác mình làm Zumbai. Vâng, đúng là như thế. Quả đấy may mình nhảy lên là mình cào cấu sạch cái bọn thủ hàng, không thì nó lại quay tay lên đấy. Ui rồi, sấy kinh thế. Bình tĩnh nào, làm gì căng vậy, toàn MG đua Gatling chết nhầm, Gatling gun này thì nhảy lên này, này thì nhảy lên này. Ui rồi, mất giáp. Mất giáp tự nhiên bay luôn xuống dưới, phản xạ nhanh như này thì ô thằng này nhiều giáp vậy, vãi xoài. Ô, tận ba cái giáp luôn ạ. Này thì ba giáp với chúng tôi rồi, chết hết. Còn thùng hàng nữa, thùng hàng nữa. Trời ơi, sao không bắn vậy? Chê à? Chê mình chân chưa đủ dài à? Mặt của bạn ấy thì còn nằm dưới háng của mình cơ, chứ đừng có chê mình chân mình ngắn nhá. Đừng đùa, đùa với sư tử Hà Đông là không được đâu nhá. Có hai thằng hero, một thằng thẩm du, một thằng đi săn là thích nào? Đã đi săn thì đi săn cả hai thằng này, lỡ một cover cho nhau ấy. Úi dồi ôi, thằng kia nó chết rồi. Mới nói luôn. Rồi còn thằng này nữa. Một phát này, hai phát này, ba phát, ơ cái định mệnh nữa. Đừng có chen nhau, đập mặt vào nhau mà chết bây giờ. Úi dồi ôi, khói nữa. Hai này, ba này, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ơ kìa, ơ kìa, chạy đâu, chạy đâu con lợn này. Úi dồi ôi, tiếc thế. Mình cào sắp chết rồi, thằng kia nó lút định mệnh nữa. Ok, không sao. Lên đây. Lung linh là phải lên luôn. Chúng ta lại tiếp tục đi chỗ khác nào. Đứng mãi chỗ đấy rồi. Bằng đổi phong thủy. Ôi thôi xong rồi. Giết thủ hàng đấy. Rồi, tớ chết đi thủ hàng. Đồng nghĩa với việc quay tay một mà. Của tao nhá, ngồi đấy mà cãi, tao cố vào. Úi dồi ôi, nó lên đây kìa. Úi dồi, lên đây. Ô kìa, khoai xoài. Này thì sấy, này thì sấy. Sấy con hàng của tao này. Không dễ đâu. Ui, ôi, bới vào đây. Ơ kìa, vãi xoài. Bắn còn tim máu rồi tụi nó ăn. Định mệnh nữa. Úi dồi, thằng này bị lát. Đã quá. Rồi, đã quá Pepsi ơi. Bơi vào đây, bơi vào đây. Dùng non rồi. Thích đú ấy. Rồi, mực phanh nữa chứ. Tao sợ chúng mày quá cơ. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Đâu? Đâu nữa? Bơi hết vào đây. Trời ơi, đã thật, công nhận khẩu này đem đi mà sấy tương đạn vào mặt zombie thì chỉ có cảm giác tột cùng luôn anh em ạ. Đã không còn gì bằng. Cảm giác là không muốn cận chiến nữa luôn. Chỉ giã đạn vào mặt nó thôi. Ôi trời ơi, nhảy mic rồi. Quả đấy mình không nên nhảy mà chỉ nên di chuyển xuống thôi. Úi dồi ôi, chạy ngay sau lưng. Khốn nạn thế. Lại thì chạy. Lại. Lại thì bắt cua với chúng tôi này. Úi dồi ôi, đạn nó dã. Còn nhìn chết quá anh em ạ. Rồi, tớ làm gì đây? Tớ làm gì đây? Không đi cả bọn thùng hàng mà cứ chạy. Ôi ôi, chạy 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 chạy. Úi, gặp thấy bắt cua kìa. Cái định bệnh. Ôi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh tớ ơi. Tớ ơi là tớ. Tớ ơi là tớ. Ôi. Úi dồi. Vẫn thoát kìa. Ảo vậy trời. Rồi. Rồi. Úi dồi. Chạy à.
Con lợn này vẫn thấy sợ, vẫn sợ đấy em ạ. Vẫn biết sợ. Vẫn biết sợ. Ui, thầy đạn vãi dòi. Không biết thế mình đổi sang M249 mình sấy cho nó chất. Mà quả lục yếu thật ý. Ê tiếc thế. Thiếu một tí nữa. Hết giờ. Đúng lúc hết giờ luôn mới ghê chứ. Đậu phộng. Con quả đấy biết thế mình lao vào mình cận chiến luôn. Khô máu luôn. Kìa sau lưng kìa. Ô, sao lại chạy xuống? Phát số 2. Con này bị mệnh ngáo ngơ à? Cứ bị mệnh thằng ở sau không cào. Chứ là nó chơi đồng đội. Chơi kiểu hai thằng cùng vào một map rồi chơi quay tay ấy. Nó quyết tâm nó không cào thằng còn lại cơ. Nó cứ để thằng còn lại nó dã vào mặt. Lầy đi. Lầy. Sấy vào đá vẫn lên kêu mày. Bị mệnh ảo loi. Rồi. Sao ảo thế này trời. Ảo thế này trời. Úi giời, thằng Tơ nó bật giáp. Định mệnh thằng Tơ ấy à. Con lợn này. Rồi lại ít giờ bài rồi. Chán thế. Ủa thế nhưng vẫn không biết. Này thì vẫn không biết này. Anh em đâu? Cover nào. Ủa, thằng Tơ thằng kia thấy mình nhảy xuống bắt đầu chạy sang nhỉ. Thằng này trâu vậy. Trâu vậy. Tao sợ mày quá. Ui dồi anh Tơ kìa. Bật cái đấy lên. Á đồ được lắm. Ui dồi thôi xong rồi. Đông thế. Thông rồi. Khó quá anh em ạ. Hai thằng nó dã. Còn thì nhau nó dã lưỡi hái vào mặt thế kia thì đúng làm sao được. Chúng ta sẽ đến với phút giây hero ở trên nhầm thứ mai. Cần tất và cần cả đất xung quanh. Tao sợ mày quá nha. À nhảy xuống à. Rồi tới xong rồi. Nhảy xuống là xác định rồi. Gãy thôi. Còn hai thằng thẩm du đây này nữa, định mẫy lắm, thẩm du khó chịu nhỉ. MG. Này thì MG này. Thể hiện à. Còn thằng bên này nữa. Tao là sợ mày quá. Anh em đâu? Đứng hứng đạn cho nó ấy. Để mình nhảy qua nào. Ui thôi xong rồi. Nhảy đà lỗi rồi. Không sao, chúng ta còn 20 giây để quyết định ai thắng ai thua. Ui, bắn đi đâu ấy. Rồi, gãy. À hi hi, ta này còn đúng một tí máu à. Đùa thật ý. Cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn.